Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, nếu như suy nghĩ là một sức mạnh tạo nên những hệ quả lớn lao, thì lời nói lại có ảnh hưởng đến đời sống con người. Suy nghĩ thì thai nghén, còn lời nói thì sản sinh. Suy nghĩ tư tưởng xấu có thể ngăn chặn kịp, nhưng lời nói xấu thì không thể thu hồi được. Vậy nên sức mạnh của lời nói là vô biên. Nếu điều khiển được phát ngôn của mình, bạn đã cầm chắc được chiếc chìa khóa dẫn đến thành công. Hãy nhìn vào những người thành công, họ có khả năng vượt qua các thách thức cá nhân và chuyên môn bằng cách giao tiếp hiệu quả. Bí quyết thành công thường không chỉ nằm ở những lời họ nói mà còn ở những điều họ lựa chọn không nói. Vì vậy trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 7 câu nói mà người thành công tuyệt đối không nói. Bằng cách hiểu và tránh xa những câu nói này, bạn có thể chạm đến thành công một cách dễ dàng hơn. 1. Đó không phải là lỗi của tôi. Khi còn bé, người ta có thể cất tiếng xin lỗi rất chân thành mà không cần ai phải nhắc nhở nửa câu. Thế nhưng không giống như việc chúng ta cao lớn thêm mỗi ngày, được va chạm với thế giới nhiều hơn. Càng lớn, người ta càng khó khăn để nói trọn vẹn hai từ xin lỗi. Chính cái tôi quá lớn đã giam cầm chúng ta trong nhà tù của sự tự mãn và kiêu căng của chính mình. Mà đã là tù nhân thì làm sao có hạnh phúc? Nokia, hãng điện thoại Phần Lan từng là một thế lực bất khả chiến bại trong thị trường di động toàn cầu, cũng đã từng sai lầm như thế. Đầu năm 2016, trong buổi họp báo công bố việc Nokia bị mua lại bởi Microsoft, CEO của Nokia đã kết thúc bài phát biểu của mình với câu nói: "Chúng tôi không làm điều gì sai, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã thua cuộc." Lỗi lớn nhất của Nokia không phải là công nghệ kém hay thiếu sáng tạo, mà là sự kiêu ngạo và tự mãn khi họ tin rằng mình không làm gì sai. Hậu quả là gì? Nokia từ vị thế của một đế chế hùng mạnh dần mất thị phần, để rồi cuối cùng phải bán mảng kinh doanh điện thoại di động của mình cho Microsoft vào năm 2014. Ngược lại, những người dũng cảm thừa nhận sai lầm, nhận trách nhiệm lại có kết quả hoàn toàn khác. Không cần lấy ví dụ xa xôi, bởi Bác Hồ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Sau những sai lầm về cải cách ruộng đất, uy tín của đảng bị giảm sút, Bác Hồ đã thay mặt đảng, chính phủ, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Quốc hội, trước quốc dân đồng bào, người đã không ngần ngại công khai khuyết điểm của đảng, của người lãnh đạo cao nhất chính là Hồ Chí Minh. Quan điểm của Bác là cần công khai khuyết điểm, công khai để nhận lỗi, thêm quyết tâm sửa lỗi. Các đồng chí làm việc quanh Bác đều hoàn thiện nhân cách nhờ vậy. Không ai thích làm việc với một người chỉ biết đổ lỗi, không dám đối mặt với lỗi sai của mình và luôn đi đổ lỗi cho người khác là việc làm của một kẻ thất bại. Đồng thời bạn sẽ không còn được mọi người tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. 2. Thật không công bằng. Một trong những tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Bill Gates cũng thừa nhận rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. Bạn vô cùng thất vọng và buồn bực, thậm chí đôi lúc bạn còn đổ lỗi cho những thứ bạn không thể lựa chọn như là xuất thân, hoàn cảnh sống hay những khó khăn bạn gặp phải. Bạn oán trách cuộc sống không công bằng và luôn gây căng thẳng cho chính bản thân cũng như những người xung quanh bạn. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rõ một điều rằng cuộc đời vốn dĩ không công bằng, tất nhiên nó cũng không vì bất kỳ ai mà trở nên công bằng hơn. Quả thật, than phiền không thay đổi được điều gì và oán trách không giúp chúng ta giải quyết được mọi bất công trong xã hội. Bạn phải chữa lành vết thương của bạn trước khi bạn muốn thay đổi thế giới và dừng ngay suy nghĩ rằng bản thân là một nạn nhân nếu bạn muốn tạo ra năng lượng tích cực cho mình. Nhưng người thành công không bao giờ than thở và phụ thuộc vào sự công bằng của tạo hóa. Họ biết cách quên đi những chuyện không như ý, cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để cuộc sống sẽ tự mang công bằng đến cho họ. Đó chính là phong thái của con người thành công. 3. Điều đó là không thể. Có đôi khi bạn thấy mệt mỏi, chán chường và mất niềm tin vào bản thân. Đôi khi bạn cảm thấy sợ hãi, không dám bắt đầu một việc gì đó. Tại sao bạn lại thiếu tự tin đến thế? Khi bạn nghĩ rằng mình không thể, nghĩa là bạn đang tự giới hạn khả năng của bản thân, tự nhốt mình trong một cái kén chật hẹp. Sao bạn không thử một lần phá bỏ cái kén đó, bước ra và chứng minh rằng bạn có thể? Nếu Shakespeare không bắt tay vào viết vở kịch đầu tiên, thì có lẽ chúng ta sẽ chỉ biết đến một Shakespeare với vai trò là diễn viên chứ không phải là một nhà soạn kịch nổi tiếng. Nếu Bill Gates không ngại trở thành người quái gở khi đưa ra quyết định mà nhiều người cho là điên rồ để rời khỏi đại học và xây dựng nên Microsoft. Nếu Steve Jobs không đi tiên phong trong ngành công nghiệp máy tính và đồng sáng lập Apple, nếu Mark Zuckerberg không tạo ra Facebook, thì liệu họ có trở thành tỷ phú hay không? Nếu họ không mạo hiểm bắt đầu cái mới thì đâu thể có được thành công. Vậy nên bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể. 4. Tôi ghét công việc này. Có ai đó đã từng khuyên bạn, nếu ghét, bạn có thể bỏ công việc của mình chưa? Chỉ cần bỏ nó đi là được, thật đơn giản. Chúng ta đều muốn làm điều đó, hiên ngang đi vào phòng làm việc của sếp, mỉm cười và đưa cho họ đơn xin nghỉ việc. Hoặc thậm chí là hân hoan rời khỏi văn phòng và tạm biệt nó. Nhưng gia đình của bạn thì sao? Họ sẽ ăn và sống như thế nào? Tôi biết có thể bạn sẽ sợ mình sẽ mắc kẹt mãi mãi ở công việc này, nhưng hãy suy nghĩ tích cực như này. Đôi khi công việc chọn bạn chứ không phải bạn là người chọn công việc. Chính vì thế, hãy nhìn vào những điểm tích cực mà công việc mang lại cho bạn, thay vì chỉ nghĩ đến những mặt hạn chế, tẻ nhạt.
những điều tiêu cực sẽ chỉ kéo bạn lại, khiến bạn chậm đi trong quá trình chinh phục thành công mà thôi. Thay vì chê bai hay phàn nàn về một ai đó, về công việc hay công ty, một người thành công sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, làm nó tốt nhất có thể. Người thành công không bao giờ treo cửa miệng câu, tôi ghét công việc này. Bất kể họ đang làm một công việc gì, ngay cả khi đang ở trong thế bí, không được thoải mái hoặc làm việc giữa những người tiêu cực, thì họ vẫn không bao giờ bỏ cuộc hoặc phàn nàn, sếp tôi là một gã tồi. 5. Đó chẳng phải việc của tôi. Thái độ quan trọng hơn trình độ. Câu nói này là câu nói chắc chắn bạn thường xuyên nghe, bởi trong thực tế đúng là như vậy. Thái độ quyết định hành động của ta tích cực hay tiêu cực, để từ đó người khác nhìn vào đánh giá và trao cơ hội cho mình hay không. Nó có khả năng biến trở ngại thành cơ hội, chuyển thất bại sang thành công. Khi bạn bắt đầu ở vị trí hiện tại, bạn đã rõ ràng về trách nhiệm và khối lượng công việc mà bạn phải đảm nhận. Theo thời gian, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn sẽ ngày càng được cải thiện và nâng cao. Khi đó, cấp trên sẽ nhận thấy sự thay đổi và có thể giao cho bạn thêm nhiều nhiệm vụ khác. Nhiều người sẽ lập tức nhận nhiệm vụ mới và bắt tay vào công việc, nhưng cũng không ít người cảm thấy khó chịu và tự hỏi, đây không phải việc của tôi, họ có thể đến gặp sếp để thắc mắc và từ chối làm việc. Tuy nhiên, cách phản ứng như vậy không phải là cách của những người thành công. Nếu bạn cứ giữ mãi tư duy đó và chỉ làm những việc quen thuộc, bạn sẽ không có cơ hội phát triển và có thể bị kẹt lại ở mức độ hiện tại. Để thành công, bạn cần dám đối mặt với thử thách mới và loại bỏ suy nghĩ, đây không phải là việc của tôi ra khỏi đầu. 6. Đó không phải cách làm ở đây. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là những thử thách hay sự thay đổi, mà đó chính là sự đứng yên. Trong cuộc sống này không có chỗ cho người đứng yên để nhìn ngắm nó, và bạn buộc hành động không tiến thì lùi. Những người thành công sớm đã học cách thích nghi để thay đổi, chứ không thốt lên, chúng tôi vẫn hay làm theo cách này. Steve Jobs cũng từng nói, sự đổi mới giúp phân biệt giữa một nhà lãnh đạo và một kẻ theo đuôi. Chính vì thế, ta không thể rập khuôn áp dụng một cách làm duy nhất khi giải quyết công việc. Lĩnh vực nào cũng luôn cần có sự cải tiến thì mới có thể phát triển. Nếu cứ khăng khăng theo một lối mòn cũ kỹ thì chắc chắn bạn sẽ bị tụt hậu với thế giới luôn không ngừng phát triển ngoài kia. 7. Tôi đã có thể làm điều đó. Trong cuộc đời, tôi nghĩ ai cũng sẽ có những hối tiếc về những điều chưa làm. Biết thế ngày xưa mình làm thế này thế nọ, biết thế mình không lấy cô vợ ông chồng này, biết thế mình làm ngành kia nhiều tiền hơn, hay biết thế mình sinh ra trong gia đình giàu có hơn để không phải lo cơm áo gạo tiền. Nếu cuộc đời này có nhiều người than thân trách phận như vậy thì lại đem đến rất nhiều cơ hội cho những người thành công. Vì họ bận than rồi thì kể cả cơ hội ship đến tận cửa nhà cũng không biết ra mà nhặt đâu. Những người thành công sẽ luôn tìm cách hạn chế đến mức tối thiểu việc đó. Họ không cho phép mình được hối hận. Cuộc đời của họ không dung nạp hai từ giá như. Họ sớm đã mặc định cho mình hai lựa chọn. Một là nắm lấy cơ hội, làm đủ mọi cách bất chấp rủi ro để vượt qua. Hai là bỏ qua và tìm cho mình một cơ hội khác. Hối tiếc sẽ chẳng bao giờ giúp ích được bất cứ ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Bí quyết thành công. Qua những phân tích và ví dụ thực tế mà chúng tôi đã chia sẻ, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ hơn về những điều mà người thành công không bao giờ nói. Đôi khi, việc nhìn nhận và thay đổi những thói quen hay suy nghĩ quen thuộc có thể là bước đầu tiên quan trọng trên con đường đạt được thành công. Như chúng ta đã thấy, việc quản lý tốt các kỹ năng giao tiếp, học cách thừa nhận sai lầm và không ngại yêu cầu giúp đỡ hay thử thách bản thân là những yếu tố then chốt giúp bạn tiến xa hơn trong cuộc sống. Đừng để những suy nghĩ hay hành động tiêu cực cản trở sự phát triển và cơ hội của bạn. Hãy luôn sẵn sàng học hỏi và điều chỉnh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi luôn ở đây để cùng bạn khám phá những bí quyết để thành công và làm chủ cuộc sống. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.